Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam sẽ xoay trục về Mỹ ra sao sau vụ Hải Dương 8? Đến giờ phút này, xoay trục sang Mỹ hầu như đã là một định đề phải có và không còn lối thoát nào khác của chính đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng sẽ là xoay trục ra sao và đến mức độ như thế nào? Chiến dịch gây hấn của Trung Quốc mang tên Hải Dương 8 cùng những trò phép tiếp theo sau tàu này nổ ra tại bãi tư chính của Việt Nam vào năm 2019 hoàn toàn xứng đáng là đàn áp thích đáng cho phương trình 4 tốt và 16 chữ vàng mà giới chống bù Cộng sản Hà Nội vẫn mê nhảm trong cơn mơ ngủ ngày. Cơn ngủ ngày đó đã lê lết thảm thiết từ tháng 5 năm 2014 khi nổ ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lao vào Biển Đông như một cái tát nổ đom đóm vào mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới tận bây giờ. Cái cách mà Nguyễn Phú Trọng bày tỏ trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam hệt như lối lấy lòng Đảng Anh của ông ta chỉ tổ khiến cho Tập Cận Bình lên mặt trịnh thượng và mềm nắn hơn nữa với đứa con hoang đàng, từ ngữ mà Ủy viên Quốc hội viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã xỉ vả các Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam ngay tại Hà Nội vào năm 2014, vài tháng sau khi xảy ra biến cố Hải Dương 981. Tính thực chứng về hậu quả đã hiện ra là rất rõ, bất chấp những chuyến triều kiến liên tục của đích thân Nguyễn Phú Trọng và các nhân vật còn lại trong tứ trụ vào thời Trần Đại Quang còn chưa chết và vào thời Hậu Quang, bất chấp việc giới quan chức cao cấp của Việt Nam đã cúc cung muối mặt mời Tập Cận Bình phát biểu trong nghị trường của một quốc hội nghị gật ở Hà Nội, trong lúc công an Việt Nam thẳng tay đánh đổ máu đồng bào mình vì dám phản đối họ Tập, cũng bất chấp việc giới quan chức cao cấp Việt Nam đã cúi mình ký kết với Trung Quốc hàng chục văn kiện hợp tác và thỏa thuận về nhiều chuyện, đặc biệt là cơ chế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc và cho nhà thầu Trung Quốc những ưu đãi quá lớn. Sau vụ giàn khoan 981, Bắc Kinh vẫn tuần tự và lạnh lùng đánh thẳng vào yết hiệu nuôi đảng của Đảng Em Cộng sản Việt Nam là bãi tư chính trong 3 năm liên tiếp. Lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2017, lần thứ hai vào tháng 3 năm 2018 và thêm một lần nữa, nguy biến hơn hẳn vào năm 2019. Chính sách 3-0 của chính thể độc tài toàn trị Việt Nam đã vỡ vụn như những con tàu ngư dân Việt bị lừa bọc sắt gỉ của Trung Quốc để khi tiến ra biển lớn đã vỡ tung. Nhưng với não trạng bị xem là hèn với giặc ác với dân của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam, sự thể cay đắng nhất, cay đắng tận cùng vẫn là việc Đảng Em bị chính đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất, như cách mà Hà Nội thường tụng ca Trung Quốc đến ngút ngàn mây xanh ép vào tử lộ. Trung Quốc dồn Việt Nam vào chân tường rồi, lời tán thán thốt lên bởi một viên tướng trên mâm chiếu có đến 500 tướng quân đội của Việt Nam hẳn đã phản ánh cái thế kẻ thù lớn, bởi vì mì quỳ xuống, mọp lạy, bỉ bôi đến thế nào. Đã đến lúc này không phản ứng thì chỉ có chết, chết theo đúng nghĩa bóng và cả nghĩa đen. Bởi bãi tư chính, nơi mà Trung Quốc không thèm giấu giếm ý đồ muốn nuốt trọn, là khu vực màu mỡ nhất về dầu và khí đốt, tập trung nhiều nhất ở các lô dầu khí, là tiềm năng thiên nhiên duy nhất còn lại ở Việt Nam. Sau khi rừng vàng biệt bạc, đất phì nhiêu đã cạn kiệt và hoang hóa sau hơn 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và bởi nguồn cơn có cho người Cộng sản cả một sa mạc, thì họ vẫn phải nhập khẩu cát. Sự thật rành rành là nếu mất bãi tư chính, hoặc nếu không mất thì cũng phải cắm mặt cùng hợp tác và khai thác dầu khí với Trung Cộng để chấp nhận chia tỷ lệ đến 60 hoặc hơn cho đồng chí tốt, trong khi Bắc Kinh chỉ đơn giản là thò tay vào túi người khác mà móc tiền. Chính thể Việt Nam sẽ mất trắng hoặc mất phần lớn số ngoại tệ lên đến 4-5 tỷ đô la mỗi năm, bằng với ngân sách khoản chi phí cho quốc phòng và bổng lộc hàng năm cho 500 tướng quân đội cùng nhiều ngàn đại tá và tướng tá khác của chế độ này. Trong khi đó, tình cảnh đã trở nên bĩ cực đến khôn tả. Cho dù Luân Tuyên Giao có chẵn một chục
đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia trên thế giới, đã không một bàn tay nào được chìa ra cho Việt Nam kể từ khi nổ ra vụ Hải Dương 981 và tiếp đến vụ Bãi Tư Chính trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018 và cả 2019. Trong số đó, có cả hai đối tác chiến lược có lợi ích ở Biển Đông, ở Bãi Tư Chính là Tây Ban Nha và mỏ cá Rồng Đỏ, và Nga, mỏ Lan Đỏ đều tuyệt đối im tiếng. Trong tận cùng nỗi cô đơn chiến lược như thế, rốt cuộc chính thể Việt Nam phải dựa vào ai? Chỉ còn có Mỹ, đối tác quân sự duy nhất với Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ cũng có lợi ích về dầu khí ở vùng biển ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi của Việt Nam. Mỏ khí đốt cá voi xanh có trữ lượng đến 15.000 tỷ mét khối và có thể mang lại 60 tỷ đô la, một con số khổng lồ và cực kỳ hấp dẫn để trả bù vào ngân sách thọc rỗng của chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng Mỹ lại chưa hề là đối tác chiến lược của Việt Nam. Thậm chí, Mỹ còn bị Nguyễn Phú Trọng và những người đồng đảng của ông ta xem là đối tác toàn diện loại thường. Bài toán đặt ra với Trọng hiện thời là một sự gấp rút thời gian khi phải lôi kéo được người Mỹ tham gia bảo vệ không chỉ vùng biển mà cả vùng trời của Việt Nam ở Biển Đông. Mà nếu động thái đó được triển khai có hiệu quả thì tập đoàn dầu khí Việt Nam sẽ yên tâm khai thác dầu khí cùng với đối tác liên doanh mà không còn quá sợ bị Trung Cộng bắt nạt. Còn Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng có thể tỏ ra can đảm hơn đôi chút chứ không đến nỗi bị dân chửi, ngư dân bám biển, hải quân bám bờ và chưa đánh trác gì đã đái cả ra quân. Nhưng muốn đạt được ý đồ trên, chính thể độc đảng toàn trị Việt Nam lại phải tính đến việc bỏ một phần hoặc toàn bộ chính sách 3-0, giáo điều và vô bổ của nó. Nhất là hai nguyên tắc không liên quan, không liên kết với nước này để chống lại nước khác và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam mà đã tự lấy đá ghè chân mình. Bởi thực chất mối quan hệ đối tác chiến lược mà giới chú bu Việt Nam đang muốn tìm kiếm ở người Mỹ là sẽ phải giải tỏa những nguyên tắc cản đường. Không những Việt Nam mà Mỹ phải tiến đến một quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ theo mô hình tương trợ quốc phòng mà Mỹ đã ký và thực thi với Philippines, mà Việt Nam phải thừa hiểu là chỉ khi Mỹ đặt căn cứ quân sự ở quân cảng Cam Ranh thì tàu Mỹ và máy bay Mỹ mới có thể khống chế được các tàu và máy bay của Trung Quốc từ phía Bắc lấn xuống Biển Đông. Chứ không thể chỉ bằng cách đọc vẹt của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về tôn trọng tự do hàng hải và cả tự do hàng không là đủ cho mối quan hệ tương trợ quốc phòng Việt-Mỹ, cũng không chỉ bằng cử chỉ âm thầm trốn không chịu đi Bắc Kinh của Nguyễn Phú Trọng. Nếu chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 như một dự kiến mới nhất, đó là cuộc làm việc còn quan trọng hơn cả sĩ diện của ông cá nhân ông Trọng, đó là vận mạng của cả mỏ dầu khí ở Biển Đông, của ngân sách đảng, thậm chí còn là số phận của Đảng Cộng sản Việt Nam và của toàn bộ lực lượng, còn đảng, còn tiền và còn đảng, còn mình. Đến giờ phút này, Việt Nam xoay trục sang Mỹ hầu như đã là một định đề phải có và không còn lối thoát nào khác. Cần có một điểm gặp nhau của chính sách xoay trục của Hoa Kỳ về châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2013 với chủ trương xoay trục từ phương Bắc sang phương Tây của Việt Nam ngay vào lúc này. Sau khi giới chính phủ Hà Nội đã bỏ lỡ không ít cơ hội để làm điều đó suốt từ năm 2014 đến tận ngày hôm nay, điểm gặp nhau đó sẽ thành hình vào lúc nào và như thế nào, mọi chuyện tùy thuộc vào cái thế bị dồn đến chân tường của Cộng sản Việt Nam và phụ thuộc phần lớn vào quan điểm và bản lĩnh Nguyễn Phú Trọng khi ông ta đàm phán ở Washington, không chỉ với Donald Trump mà cần với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ. Việt Nam đưa ra một đối sách, chính sách đối ngoại đa phương trung lập với chủ trương cụ thể 3-0, không tham gia liên minh quân sự với nước nào, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không về phe nước nào chống lại một nước khác. Thế nhưng thực tế trong quan hệ song phương, Việt Nam vẫn phải theo đuổi chính sách đi dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nghĩa là trên nguyên tắc đều muốn thể hiện sự quân bình trong đối sách với Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực. Nhưng thực tế trong cách ứng xử, đôi khi Việt Nam vẫn tỏ ra thiên lệch nhiều hơn về phía Trung Cộng,
dè dặt hơn với phía Hoa Kỳ, như muốn chứng tỏ với đồng chí xấu bụng và nhiều tham vọng Trung Cộng rằng Việt Nam lúc nào cũng coi trọng mối quan hệ Trung Quốc hơn Hoa Kỳ với chủ trương 3-0. Về quân sự an ninh quốc phòng, như một lời cam kết làm an lòng giới Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ không liên minh với Hoa Kỳ và bất cứ nước nào để chống lại Trung Quốc. Vì bắt nguồn từ sự ràng buộc của quá khứ chiến tranh xa gần đối với Trung Cộng và Hoa Kỳ có khác biệt. Đối với Trung Cộng, từng là đồng chí anh em, Việt Trung có cùng quá khứ và vận mệnh tương lai như lãnh tụ Cộng sản đương thời Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần nhắc nhở với Cộng sản đàn em Việt Nam mỗi khi có dịp. Do đó, trên thực tế, đối xử với cựu thù Hoa Kỳ trong chiến tranh phải khác để không phật ý và bị nghi ngờ về lòng trung thành cố hữu của Việt Nam với Trung Cộng. Chẳng thế mà trước khi làm điều gì liên quan đến Hoa Kỳ, Hà Nội luôn tham khảo trước với Bắc Kinh, cách này cách khác. Tỷ dụ trong các chuyến công du Hoa Kỳ của các lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, thường là họ phải ghé qua Bắc Kinh trước khi đi đến Washington. Không biết trong chuyến đi Mỹ dự trù vào tháng 10 năm 2019 tới đây, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có ghé Bắc Kinh trước khi đi Washington hay không là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Vì thế, trong quan hệ song phương với Trung Cộng, Việt Nam vẫn nêu cao và cố gắng thực hiện khẩu hiệu 4 tốt 16 chữ vàng có từ thời chiến tranh Trung Cộng tại Việt Nam 1954 đến năm 1975 do các lãnh tụ hàng đầu của hai đảng, hai nhà nước là ông Hồ Chí Minh và ông Mao Trạch Đông xác lập như một định ước có giá trị cưỡng hành mặc nhiên không thể tranh cãi. Vì trong bối cảnh quá khứ này, Việt Cộng đã lệ thuộc nặng nề vào hai đế quốc Cộng sản Nga Tàu, đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa do phải thực hiện chiến tranh xâm chiếm Cộng sản hóa miền Nam của bên Việt Quốc. Để làm tròn nghĩa vụ quốc tế Cộng sản, Việt Cộng ở miền Bắc đã nhận sự chi viện toàn diện, sức người, sức của, vũ khí, đạn dược, lương thực, tài lực, nhân lực của phe xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là Liên Xô và Trung Quốc. Trong đó nhiều nhất là Trung Cộng chiếm đến 3/4 chiến phí như tổng kết sau chiến tranh để làm căn cứ cho Bắc Kinh đòi nợ khẩn cấp. Chỉ vài năm sau kết thúc chiến tranh Việt Nam là vì khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam thời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã dại dột, dứt khoát chọn Liên Xô là tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mình. Sự lựa chọn dứt khoát này đã khiến cho Bắc Kinh nổi giận, kẻ bạc tình, tham phú phụ bần nên không chỉ đòi nợ khẩn cấp, khiến cho cả nước không đủ lương thực, phải ăn độn ngô khoai và bò bò, vốn là đồ ăn dành cho súc vật, được Liên Xô viện trợ cứu đói. Mà còn dùng công cụ Khmer Đỏ, Bôn Bốt, Leng Sari quấy phá biên giới phía Tây Nam, gài thế cho Cộng sản Việt Nam ngã sấp mặt và xa lầy hơn 10 năm vào chiến trường Campuchia 1978-1989. Hệ quả là đã gây nhiều tổn thất nhân mạng, tài lực và tạo thêm nhiều khó khăn thời hậu chiến về đối nội, toàn diện về chính sách quân sự, kinh tế, xã hội, cũng như đối ngoại Cộng sản Hà Nội. Mỹ gia tăng lôi kéo nhiều nước tham gia cấm vận, bị thế giới lên án Việt Cộng xâm lăng Campuchia. Sự thể này đã làm cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi đó là Lê Duẩn uất ức phải thốt lên với các đồng chí nhân dân rằng: "Chúng ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc. Nay sao lại đòi nợ là thế nào?" Đây có lẽ phải là bài học kinh nghiệm để cho Cộng sản Việt Nam phải thực hiện chính sách đu dây sau này, vì sợ Trung Cộng dạy cho Việt Nam thêm một bài học nữa, kiểu như năm 1979. Nhớ lại trong thời khoảng này, Liên Xô cũng đang gặp nhiều khó khăn nội bộ nên không thể giúp Việt Nam vượt thoát những khó khăn toàn diện. Do đó, Việt Cộng đã phải một mình chịu đựng loay hoay tự giải quyết mọi khó khăn cho đến khi nhìn thấy dấu hiệu tiền sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô, cải tổ Glasnost và cởi mở Perestroika 1986-1989 để cứu nguy chế độ xã hội chủ nghĩa đều thất bại sau phải chuyển đổi qua dân chủ tư bản chủ nghĩa từ 1991 đến nay. Trong khi công cuộc đổi mới tại Việt Nam theo gương Liên Xô cũng không thành, Việt Cộng phải muối mặt vội tìm cách bám trở lại với cột trụ Trung Cộng qua mật nghị Thành Đô 1990, nghe đâu phải chấp nhận nhiều thua thiệt để được Trung Cộng lối lại bang giao. Từ đó, Đảng và chế độ Cộng sản Việt Nam tiếp tục nêu cao và cố gắng thực
hiện khẩu hiệu 4 tốt và 16 chữ vàng như nền tảng quan hệ ngoại giao Việt-Trung, đồng thời từng bước đi theo con đường mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn sao là mèo đó bắt được chuột của Trung Cộng. Đối với Hoa Kỳ, quá khứ từng là cựu thù trong chiến tranh, đối tác làm ăn trong hiện tại, Việt-Mỹ không có cùng quá khứ nhưng vận mệnh tương lai có thể gắn bó, đôi bên cùng có lợi. Vận mệnh tương lai đó là sau khi Trung Quốc mở cửa làm ăn với thế giới bên ngoài, phe xã hội chủ nghĩa đã dậy chết, Việt Nam mới dám nối bước đàn anh tìm cơ hội mở cửa làm ăn với các nước tư bản chủ nghĩa không dậy chết như lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Cơ hội đó là vào năm 1995 khi được Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ đó, sau đó và nhờ đó Việt Nam đã từng bước phát triển nhiều mặt, nhất là mặt kinh tế, để có bộ mặt phồn vinh như hôm nay. Mặc dầu người dân ai cũng biết bộ mặt phồn vinh hôm nay là kết quả của con đường làm ăn kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa, trừ các dư luận viên và các nhà đương quyền ăn cơm đảng múa tối ngày, nhưng vì sĩ diện, Cộng đảng Việt Nam vẫn phải chơi trò gian thương, treo đầu dê bán thịt chó rằng đó là nhờ con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, như chúng tôi đã vạch trần trong nhiều bài viết trước đây trên diễn đàn này. Đúng vậy, không thưa các đồng chí dư luận viên đang làm công tác đặt tình truyền thông cho đảng và nhà nước của mình. Thế nhưng, cũng từ đó và sau đó cho đến gần lúc này, trong chính sách đối ngoại của Việt Cộng, tổng quát trên nguyên tắc là đa phương, nhưng thực tế trong quan hệ song phương Việt Nam bên ngoài vẫn chẳng đặng đừng phải thực hiện chính sách đi dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng bên trong đã thực hiện chính sách không ngừng củng cố mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ, nỗ lực từng bước theo hướng thoát Trung xoay trục về phía Mỹ. Vì nói gì thì nói, cả nhà cầm quyền cũng như nhân dân Việt Nam trong thâm tâm đều hiểu ngầm rằng thành quả phát triển nhiều mặt, nhất là mặt kinh tế hôm nay, Hoa Kỳ đã đóng vai trò chủ yếu và tương lai đối tác Hoa Kỳ tốt hơn nhiều với đồng chí 4 tốt 16 chữ vàng sẽ là chỗ dựa đối trọng vững chắc cho Việt Nam, vừa phát triển đến tự cường, vừa ngăn chặn được tham vọng lấn chiếm đất liền biển đảo và áp chế nô dịch Việt Nam của Trung Cộng. Theo nhận định của chúng tôi, đã đến lúc Việt Nam cần chấm dứt chính sách đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vì chính sách đu dây này không có hiệu quả trên thực tế, đang tiến dần đến nhiều nguy cơ, dù Việt Nam đã nhiều cố gắng theo đuổi hàng thập niên qua. Không hiệu quả vì mục tiêu và lợi ích của chính sách đối ngoại đu dây này không đạt được trên thực tế, vì trong quan hệ song phương với Trung Cộng, Việt Nam đã luôn tỏ ra cố gắng duy trì tình hữu hảo, muốn được đối xử bình đẳng trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau vì lợi ích của hai nước Việt-Trung. Nhất là chính sách đu dây này là để tránh không bị nước láng giềng Trung Cộng có lý do thực hiện tham vọng bá quyền và lấn chiếm đất đai biển đảo của Việt Nam, cũng như gây khó khăn nhiều mặt cho Việt Nam. Thế nhưng trên thực tế, Trung Quốc đã luôn thực hiện chính sách lá mặt lá trái với Việt Nam, miệng thì nói hữu hảo, hành động thì bất hảo, luôn ỷ thế mạnh lấn áp Việt Nam đủ điều. Nghiêm trọng nhất là Trung Quốc trong nhiều năm qua đã ngang nhiên lấn chiếm lãnh thổ trên đất liền và các hải đảo của Việt Nam, cụ thể là gần đây nhất nhưng vẫn chưa phải là hành động cuối cùng, là vụ Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu khảo sát và tàu hộ tống vào khu vực bãi tư chính thuộc thềm lục địa và khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiến hành thăm dò dầu khí bất hợp pháp trong vùng biển tranh chấp. Đây là một vi phạm trắng trợn quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế Công ước Liên Hợp Quốc 1982 về luật biển, có phải như một giọt nước tràn ly chăng? Vì đến lúc này Việt Nam đã có đủ các yếu tố chủ quan cũng như khách quan thuận lợi để chấm dứt chính sách đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Về chủ quan, Việt Nam đã chứng tỏ làm hết sức mình, đi từ tránh né, nhún nhường, nhượng bộ đến thái độ và hành động kiên quyết đối với Trung Cộng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc hiện nay. Tự thân Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện các bước cần thiết cải tiến, tăng cường trang bị vũ khí, sức mạnh an ninh quốc phòng tự chủ, không phải để tự mình đương đầu với chiến thắng trong một cuộc xung đột quân sự không cân sức với Trung Cộng. Song chỉ muốn nói lên ý chí và quyết tâm của Việt Nam sẵn sàng đương đầu với tham vọng xâm lăng Việt Nam của Trung Cộng.
đồng thời có thêm yếu tố để được sự quan tâm hỗ trợ tích cực toàn diện của quốc tế để ngăn chặn kịp thời bất cứ hành động ỷ mạnh hiếp yếu và chặn đứng tham vọng chiếm Biển Đông của Trung Cộng, theo ý nghĩa một châm ngôn phương Tây: hãy tự giúp ta rồi trời sẽ giúp. Mặt khác, về phía nhân dân, chính thái độ và hành động cương quyết dứt khoát này của nhà cầm quyền Việt Nam dường như đã được sự tán đồng của âm thầm và mạnh mẽ của hầu hết người dân trong nước cũng như người Việt hải ngoại. Đồng thời, người dân Việt Nam hầu như đang hướng lòng về phía Hoa Kỳ và quốc tế như những cứu tinh, thể hiện điển hình qua cụ thể mới nhất hay khi tin Hoa Kỳ điều hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tới Biển Đông, đã và đang được công luận Việt Nam hưởng ứng và chào đón nhiệt tình giữa bối cảnh căng thẳng giữa vùng biển tranh chấp vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều ý kiến bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam và các nước trong khu vực kiềm chế những hành động hung hăng của Bắc Kinh và sớm lập lại trật tự ở Biển Đông. Về mặt khách quan, sau khi Trung Cộng ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam ở Bãi Tư Chính, Hoa Kỳ là nước đầu tiên đã mau mắn lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động ỷ thế mạnh bắt nạt Việt Nam của Trung Cộng. Tiếp theo sau là sự kiện lên tiếng của các cường quốc như Anh, Pháp, Đức, Liên hiệp châu Âu, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản. Tất cả đều kết án và bày tỏ sẵn sàng tham gia một liên minh dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ để ngăn chặn tham vọng của Trung Cộng ở Biển Đông, không chỉ để bảo vệ các quốc gia yếu thế trong khu vực, mà còn là vì quyền lợi của quốc gia của họ cần bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Cộng. Riêng Hoa Kỳ trong vai trò một cường quốc đứng đầu một liên minh đang hình thành nhằm chống tham vọng bá quyền Trung Quốc, người ta ghi nhận dấu hiệu tích cực có lợi cho Việt Nam khác với chủ trương đứng ngoài các tranh chấp Biển Đông từng được đưa ra từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đến Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông John Bolton đều đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc bắt nạt các nước khác trên Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang vì vụ Bãi Tư Chính. Vì vậy, đã đến lúc Việt Nam cần chấm dứt chính sách ngoại giao đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, dứt khoát xoay trục về phía Hoa Kỳ vì Việt Nam đã hội đủ các yếu tố thuận lợi chủ quan cũng như khách quan để thoát Trung Cộng. Đừng đánh mất cơ hội này. Về khách quan, ai cũng thấy chỉ có Hoa Kỳ, một cường quốc có đủ thế lực đối trọng với Trung Cộng và có tư thế lãnh đạo một liên minh chống và đập tan được tham vọng bá quyền, ỷ mạnh, lấn yếu, bắt nạt các quốc gia nhỏ bé trong vùng, trong đó Việt Nam là một nạn nhân bị đe dọa nhiều nhất do có biên giới cận kề trên đất liền cũng như tại Biển Đông. Chúng tôi đề nghị nhà đương quyền Cộng sản Việt Nam cần dứt khoát, mạnh dạn, dựa vào dân, chấm dứt mối quan hệ hữu hảo, hão huyền với Trung Cộng, đồng thời thiết lập quan hệ có thực chất với Hoa Kỳ dựa trên lợi ích chung của hai nước và quốc tế. Một cách cụ thể, tổng quát, Việt Nam cần từ giai đoạn đối tác toàn diện có tính chung chung bước qua giai đoạn đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, từ bỏ chủ trương 3-0, tiến tới ký kết một hiệp ước hỗ tương an ninh quốc phòng với Hoa Kỳ là thượng sách. Đừng lo Trung Quốc gây nhiều khó khăn, vì một khi xoay trục đối ngoại với Hoa Kỳ và đồng minh, mọi khó khăn cách mấy cũng có thể giải quyết được. Liệu ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có dám thể hiện đối sách xoay trục này trong chuyến đi Hoa Kỳ dự trù vào tháng 10 tới đây hay không, để không bị mang tiếng là người thân Trung Quốc hay là người được Trung Quốc tấn phong theo sự đồn đoán bấy lâu nay? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.